Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này, đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn, và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi cho tất cả các bạn một giáo án, đó chính là Zuka đi rừng các bạn nhé. Zuka thì để mà nói ở những phiên bản gần đấy, khi nó bị nét những cái tâm xá của chú thức thì Zuka nó không còn được sử dụng nhiều nữa, nhưng nó vẫn còn sử dụng hiệu quả đối với những người chơi tốt. Nôm na rằng những cái nét tướng của Garena mới đấy, gần đấy, thì nó đòi hỏi những người chơi từng bị tướng nó bắt buộc phải có kỹ năng và cái độ hiểu và về các vị tướng phải sâu hơn như những cái vị tướng. Bởi vì là khi liên quân mới ra mắt thì tất cả các vị tướng nó đều cho chơi một cách rất là dễ dàng để tiếp cận đến người chơi. Khi người chơi đã trải qua rất là nhiều năm rồi thì bắt buộc phải có kỹ năng, cho nên những người nào mới chơi thì chúng ta sẽ là tập chơi khó hơn những người chơi lâu năm rồi. Đấy là cái cách thức Garena hoạt động ở trong thời gian sắp tới và tương lai là như vậy. Cho nên khi tất cả các bạn chơi bất kỳ vị tướng nào thì bắt buộc tất cả chúng ta phải có kỹ năng cơ bản của nó. Đấy. Zuka khi đi rừng thì nó sẽ một cái gì đấy, con Zuka nó bị mắc một cái điểm, là chính là cái farm rừng của Zuka nó không được tốt. Và khi chúng ta cầm Zuka đi rừng thì chúng ta sẽ nên di chuyển và farm như nào. Đây, cái farm này, ôi dồi ôi, bay vào ăn một cái choàng mới đau chứ anh nhé. Đấy, khi cái tâm chưa 1, chưa 2 nó bị nét khoảng cách rất nhiều thì bắt buộc chúng ta khi ở giai đoạn đầu chúng ta sẽ chọn bất kỳ vị tướng nào đi chăng được, chúng ta không ưu tiên những vị tướng 100 máu, mà chúng ta sẽ ưu tiên những vị tướng mà chúng ta combo giết được. Khi chúng ta mà lao những mục tiêu mà tầm 80% máu thì chúng ta bắt buộc phải combo chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3, và chúng ta phải gây sát thương 3 chiêu thức lên một vị tướng thì chúng ta mới giết được. Còn nếu vị tướng dưới 50% máu hoặc 40-30% máu thì chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 1, chiêu 2 để lấy cái tâm, để chúng ta lấy cái tâm khoảng cách và chúng ta kích hoạt chiêu 3 thật là chuẩn. Đấy, các bạn hãy nhớ nhá. Vì cái tâm chiêu thức của Zuka ngắn lại, cho nên các bạn phải phân tích và quy định rõ ràng những tình huống nào sẽ dùng combo nào. Đấy, chẳng hạn những cái phá này bình tĩnh, từ mình sẽ di chuyển qua thằng nào, di chuyển qua đây không? Thằng AZK đó rồi. Đấy, thằng Lindit thôi, chào chim cút rồi. Thằng này 80% máu như bên này nó rồi, mình sẽ sử dụng tất cả chiêu thức 1 2 3 các bạn nhá. Đây, mình sẽ lướt lấy lấy giáp xong đánh. Đấy, rồi chiêu 3. Đấy. Đây là một vị tướng thằng Aesu nó không còn chiếu thức trốn chạy nữa thì mình bắt buộc sẽ phải sử dụng 1 2 3, và vừa rồi mình sử dụng 2 1 3 trước. Đấy thì đấy là 80% máu. Khi tất cả các bạn đánh bất kỳ vị tướng nào hoặc tham gia giao tranh, các bạn sẽ áng trong người, à cái tình huống này mình sẽ sử dụng cái combo này này, chẳng hạn cái phá này như nào, cái phá này thì khi hai thằng con dưới 50% máu thì mình sẽ lấy khoảng cách màn điểm cho ba luôn này. này khoảng cách cho ba luôn đấy, anh em thấy chưa. Đấy, chúng ta phải áng được năng là những cái tình huống nào chúng ta phải dứt khoát. Đấy, chứ chúng ta không biết ở cái pha này không biết nên dùng combo nào. Nếu tất cả các bạn không dứt khoát trong combo ấy thì các bạn sẽ không kết liễu được nó, và thậm chí là các bạn sẽ bị rơm ra. Các bạn sẽ bị rơm ra combo, và cuối cùng các bạn sẽ không giết được nó, và thậm chí chết ngược lại. Đấy, cho nên hai cái tình huống vừa rồi là mình hai cái pha quyết đoán dùng thẳng combo luôn. Đấy, là mình sẽ dùng chiêu 2 không cần gì đáng. Dùng chiêu 2 là mình chỉ cần lấy cái tâm khoảng cách của mình nền luôn chiêu 3, bởi vì nó còn dưới 50% máu. Chiêu 3 kết hợp chiêu 1 là nó chết. Đấy, hãy nhớ cho mình cái điều đấy nhá. Đấy, Zuka là như vậy, cách chơi của phiên bản của nó như vậy. Còn cách di chuyển và như thế nào thì các bạn ai cũng chơi rồi. Ở clip bữa xưa thì mình chỉ muốn nói cho tất cả các bạn về cách combo ở mùa này và cách lao ra vào combat như thế nào cho hợp lý. Zuka là một vị tướng nó không, khi đi rừng nó không thể nào tạo đột biến được bằng cái tốc biến. Khi Zuka cầm tốc biến thì nó sẽ đột biến hơn, chúng ta có thể lao vào combat tổng và có bắt tổng được, chúng ta có thể là kích hoạt chiêu 3 tốc biến thì gây đột phá. Nhưng khi Zuka không có tốc biến thì bắt buộc nó sẽ chơi một cái kiểu khác
nó là kiểu ra vào và cực kỳ đỉnh cao. Rồi cái phần bình tĩnh mình sẽ làm vào giết thằng này đi. Đấy, như mình vừa nói như nào ạ, ID con dưới 50% máu như nào. Rồi chiêu 2, chiêu 3 luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi một mục tiêu dưới 50% máu thì nó sẽ dùng chiêu 2 để lấy cái tâm mới. Hoặc nhiều cái tình huống mà chúng ta chiêu 2 không đủ tâm thì kích hoạt thêm chiêu 1 để được cái tâm. Và miễn sao các bạn dùng chiêu 3 thật chuẩn xác cho mình là được. Đấy, đấy thì nôm na sẽ có hai cách combo như vậy thôi. Còn cái má tính, cái má tính thì đơn giản thôi. Má tính thì mình chỉ thấy nó mạnh ở rất là đâu. Đâu là chỗ phụ trợ cho Zuka đâu game thôi. Bởi vì vốn gì đang khi giết vào vị tướng 100 máu Zuka không có đủ đăng thì bắt buộc phải dùng cái má tính này, nó sẽ rất tốt. Nhưng khi rửa game trở đi thì cái má tính này nó sẽ không quan trọng nữa. Bởi vì Zuka vốn gì chỉ cần chứa ba trúng người là đập chết một vị tướng rồi. Đấy, còn cái trận đấu này thì các bạn hãy nhìn cái cách mình hầu như luôn luôn gánh ở đường rồng là phần nhiều. Bởi vì đường rồng team mình nó yếu hơn. Và các bạn hãy nhìn cái chỉ số mạng team mình thậm chí còn thua team địch nữa. Bởi vì team địch mình thấy kỹ năng nó đánh khá ok các bạn nhé. Nếu mình không đi gánh đường rồng thì đường rồng thua. Không đi gánh đường dưới thì đường dưới thua. Thì trận đấu này mình sẽ cho các bạn thấy được thằng Zuka nó gánh team bá đạo như nào. Đây, đập. Đấy, rồi chiều 2. Chết. Đấy, các bạn thấy chưa? Easy. Đấy, rất là ngon nhẹ kinh năng. Rồi, và một cái điệu trợ cái gì mà nắm cái thánh chỉ mà vì anh ngủ không cách gì mà nó không đấm cho uống trượt vách nào là phải chứ. Anh lên đô cục xúc như vậy chứ. Phút từ 6 rồi mà vẫn cứ lên được 5 đánh chưa lên được cái thành kiếm mà. Đấy, và một cái điều quan trọng đang bản nào của nhu cầu muốn nick hoặc quân huy các bạn nhá. Đây, chiêu 2 lướt lên. Rồi, chiêu 3. Đấy, đơn giản easy các bạn nhá. Đây. Bạn nào có nhu cầu mua quân huy thì hãy nhắn tin vào số Zalo và mình để phía dưới phần kim comment đấy. 0911205728 các bạn nhé. Đấy, các bạn đang có nhu cầu thì có hãy nhắn tin vào đó, mình sẽ tư vấn. Hoặc bạn đang có nhu cầu muốn nick mà ví dụ như các bạn có tầm khoảng 500 chẳng hạn, các bạn muốn một cái nick mà có skin, ví dụ như cái skin này là 500.000 thôi. Đấy, thì ví dụ như là các bạn không thể mua một cái nick mà có skin đấy thì các bạn hãy nhắn tin em muốn mua một cái nick có skin này với giá này thì mình sẽ tìm một cái nick có skin đấy và có tiền để phù hợp với tài chính của tất cả các bạn. Đấy, đó là cái hay khi các bạn nhắn tin mua trong Zalo các bạn nhé. Đó là một cái rất là hay mà mình làm ở trong Zalo ấy, tìm theo từng vị tướng để các bạn có thể là tối ưu nhất cái chi phí của tất cả các bạn làm. Và không, các bạn hãy lên shop mua sướng.vn, các bạn có thể là chọn. Nếu các bạn chọn được gì thôi, các bạn muốn giảm giá thì hãy nhấc máy lên hoặc nhắn tin vào Zalo hoặc là nhắn tin, bởi vì cái shop mua sướng.vn đó là mình là thật, là cái mình quảng cáo đấy. Cho nên các bạn hãy nhắn tin vào cho mình sẽ nói với chủ shop, mình sẽ giảm giá trực tiếp cho tất cả các bạn. Đấy là cái lợi đấy, mất gì các bạn có ý định mua thì các bạn cứ gặp mình sẽ cố gắng là giảm giá nhất có thể cho tất cả các bạn. Đây, các bạn hãy nhìn thấy cái cách mình di chuyển từ đâu game đến dư như nào ạ. Hầu như không có mắt tổng nào hết, bởi vì vốn gì đang Zuka khi các bạn đi gừng thì nó sẽ chơi có mắt tổng không tốt, mà nếu có mắt tổng thì nó phải chơi theo thiên hướng những cái vị tướng sát thủ không có mắt tổng được. Thì là sẽ có hai cách. Thứ nhất, một là chúng ta sẽ làm thế nào để bắt này. Còn nếu mà đưa vào cái thế có mắt tổng thôi thì bắt buộc chúng ta phải giấu sai và di chuyển đường sau ở những cái vị trí chủ lực của nó. Đấy, các bạn thấy những cái pha ăn màn ở bên nó rất là dễ các bạn. Không hiểu sao như bản thắc mắc là anh cương lao, anh cương chế gì vậy mà sao em chế khó vậy. Cũng phải một phần đó. Rồi, đầu tiên nhất là những cái di chuyển em ạ. Đấy, nhìn thì chế rất là dễ thôi, nhưng mà những cái sự di chuyển của anh nó rất là phù hợp với những cái trận đấu. Đấy. Những lần di chuyển nào của anh nó đều nó kiểu đắt sắt ra miếng rồi đấy. Đấy, di chuyển ở đâu là có hàng rồi đấy. Thì di chuyển làm thế nào là di chuyển hai anh cương lao thì đơn giản thôi. Tất cả mình di chuyển bằng bản đồ com đây, chẳng hạn cái pha này. Rồi từ bình tĩnh. Rồi cái pha lướt quá phát cỏ mắt rồi thấy mình đo ôi giời ơi toàn bét tê lê nghe nó thằng lít đít thì khỏi đệt. Đấy, tất cả sự di chuyển của mình đều nhìn thấy bản đồ con thôi, như mình nói ở trong từng cái clip đó mình không bao giờ nhìn cái bản đồ đâu lớn đấy đâu, ít lắm, rất ít khi nhìn bản đồ lớn. Hầu như là cái mắt mình để ý bản đồ con, ví dụ mình đang ở đường trên đấy nhá, những cái mắt mình để bản đồ con ở phía đường dưới cơ, mình phải tính toán là các bạn nhé, có một cái rất hay các bạn tính toán như này. Khi tất cả các bạn ở đường trên các bạn muốn đánh nhau, các bạn phải nhìn được ra, phải biết được ra thế nhá, 100% không đến đâu, nhưng mà phải 80% biết ở khu vực này là có bao nhiêu thằng, các bạn phải biết được bao nhiêu thằng được cơ. Đấy, ví dụ ở dưới này mình nghĩ trước mắt 3 thằng 4 thằng, mình nghĩ tí là sẽ có 5 thằng ở đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, chuẩn chưa? Đấy, nắm thằng như nào thì chiếm cút cho các bạn. Đấy, vừa rồi mình thấy 3 thằng nhưng mà mình suy đoán là chắc chắn sẽ có 5 thằng tập trung vào đấy, thì có bắt thua thì như nào ạ, thì chiếm cút đấy, không cần đến giết. Cho nên cái việc quản lý bản đồ có nó rất là quan trọng, nó thì giúp tất cả bạn phân tích rất nhiều, biết được các di chuyển của team địch, biết được team địch nó tập trung ở đâu bao nhiêu người. Đấy, ví dụ các bạn đánh ở đường kế các bạn thấy 2 thằng và các bạn thấy 3 thằng ở phía dưới,
thì các bạn có thể cân hai ở bên trên và trả sửa tức là phản gánh cả đấy. Ví dụ đương mid này, đương mid 3 thằng limit ở rừng của nó, thằng ID đương trên đấy, ở đấy 3 thằng, nếu vào đấy thì sẽ đánh được. Nhưng sau cái phá này tí nó lui về rồi đấy, mình sẽ ra lao ra vào một chút. Thằng ID đương trên nhá, ở trong khu vực màn bố sánh của mình, nếu nó có vào thì cái đó mình không biết. Rồi tím bịch thì ở cái mảng ở mảng có tính cống ở cái mảng dưới này mình nghỉ với tầm 3 thằng ít đấy, 3 thằng rồi, hai thằng Azenka và thằng xà thủ với thằng đấy, đủ 3 thằng luôn đấy. Azenka nhá, đấy 3 thằng các bạn thấy chưa, chuẩn chưa, thậm chí có thêm thằng Mina là 4 thằng. Con ID này đấy, ID một mình không có ai nhá, mình sẽ giết nó đấy, các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, làm gì có ai phản đánh mình cái phản này đâu, vì 4 thằng tím bịch tập trung ở phía đường dưới đó đấy. Cái quản lý bà đô con nó tốt như vậy đấy các bạn ạ. Rồi mình sẽ phân tích tiếp để các bạn hiểu này. Các bạn nhìn bà đô con, các bạn phải hiểu này. Ở đường trụ hai của nó có hai thằng, thì ở dưới này có thằng Esu. Dưới này có thằng Esu. Và thậm chí thằng Esu chết rồi thì thôi, mình phải xuống, mình sẽ ở lại đấy nấp coi thằng Azenka có lên không. Mình bị lộ sai rồi thì mình sẽ ra phá cái phá này. Đấy, Azenka thì nó vẫn ở đấy. Đấy các bạn nhìn nhá, tím địch hai thằng chết, đường tên thằng Lin Dit. Đấy, đường rửa thì thằng Mid khả năng là đường rửa của hai thằng. Đấy, thằng Mina nhá. Rồi, phá này ta sẽ bắt thằng Lin Dit thì sẽ như nào ạ? Thì không thằng nào can thiệp được. Đấy, easy thôi. Đấy các bạn phân tích đơn giản đấy. Các bạn đừng đến 10 phút thì thằng nào can thiệp, bởi vì đó tím địch nó chết hai thằng và hai thằng ở Mid. Đấy, đấy là cách chúng ta có thể nhìn bản đồ con phân tích. Di chuyển nhờ vào đâu? Di chuyển nhờ vào bản đồ con. Chứ không có một trận đấu nào anh cứ lao hướng ra đánh di chuyển đi. Không có một trận đấu nào di chuyển theo cái nét. Đây chẳng hạn cái pha này thì làm gì có ai nữa các bạn, làm gì có ai nữa đâu. Đấy, mình vừa nhìn hai thằng ở mid, ba thằng ở mid rồi thì làm gì còn ai nữa. Đấy, chết này, thậm chí tím mình băng trù mà băng mài không thể tím địch đấy. Đấy, thấy chưa, tím địch bây giờ tập trung ở đường mid, khả năng mình nghỉ vào tầm ba thằng. Thằng Esu là tăng hình nó đâu đấy. Đấy, hai thằng thì trước mắt hai thằng nha. Đấy, tím nó chết một đấy, tím một con bốt, còn hai thằng thôi lùi về pha một chút đấy. Nó rất là quan trọng, rất là hay ho, chứ không thể nào hướng dẫn các bạn di chuyển được. Ví dụ trận đấu này nói chung là xảy ra vô vàn tình huống, không thể nào là cố định như thế này nhá. Em lên xuống mid phút thứ 5, xong phút thứ 55 thì em xuống rông, rồi từ 55 không bao giờ, không có một cái nào mà để hướng dẫn như vậy được. Bởi vì trận đấu của các bạn nó xảy ra rất là khó, nó xảy ra kiểu không phải khó mà xảy ra rất nhiều tình huống di chuyển khác nhau. Nên cái việc mà chúng ta kiểu chỉ có một cách duy nhất đó, các bạn hãy tập chơi cái mắt các bạn 70% hoặc 80% để nhìn cho mình cái bản đồ con đi. Đấy, hãy để cho bản đồ con đấy. Ngoài cái việc các bạn biết được tín địch ở đâu chẳng hạn, thì ngoài cái việc nó sẽ phải tập phân tích cho quen đi. Đấy, dù phá này tín địch con hai thằng này đấy, ba thằng chết tôi đi, con hai thằng thì mình quật cho hai thằng đi ra đi luôn đấy, cho thằng Azenka đi đam mà. Đấy mình còn chiêu ba này, đấy chiêu hai chiêu một đứt lên này, đấy chiêu ba luôn bạn, đơn giản tôi quét sạch easy luôn đấy. Tất cả những gì mình chia sẻ tất cả các bạn đều là những kinh nghiệm sương máu, hôm nay mình đã bộc lộ và chia sẻ hết những cái kỹ năng của mình rồi. Đấy thì không biết các bạn có kiểu cho mình một cái động lực nào đấy không, thì các bạn hãy để lại cho mình một nút bình luận, và có thể là mang lại những ý kiến phản bác hay những ý kiến ổi chiều bá này thì còn gì mà máu được cơ. Đấy, rồi mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và xin chúc các bạn chơi du cá thật tốt và tất cả bạn hãy mà yêu, bye bye. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
America.